Chào mừng toàn thể các bác quay trở lại với video tiếp theo của em nhé. Hôm nay em soạn ra được mấy cái mã hàng nó lỗi, thanh lý đến các bác nào mà đam mê sửa chữa hoặc là các bác về có thể lấy đồ đó. Thì các bác quan tâm đến mã nào thì có thể liên hệ với em theo số điện thoại 0986 425 823, em có để ở trên màn hình nhé. Ở bên em thì ship code toàn quốc nên là các bác yên tâm. Trước khi đi vào chi tiết các sản phẩm thì các bác đừng quên cho em xin nút like, một nút đăng ký kênh nếu các nào chưa đăng ký kênh nhé. Ở đây là một chiếc Seiko này, con này thì đồng hồ nó vẫn chạy, đồng hồ vẫn chạy, lắp vẫn hoạt động bình thường, nhưng mà đến giờ thì nó không điểm nhạc. Test nút test thì nó vẫn có nhạc nhé, một con đề bàn có nhạc rất là ok nhưng mà nó bị lỗi. Đó, đợi hết nhạc thì em sẽ cho các bác xem cái phần lỗi của nó. Con này hình như của nó cũng có 6 bản nhạc này. Đó. Ở đây nó có 6 bản nhạc nhé. Chơi 6 bản nhạc này. Cái này nó bị mất cái nắp này nhá. Em kiếm mà nó không ra. Máy thì vẫn chạy bình thường này. À, đến giờ thì nó không điểm, đấy, lỗi không điểm nhạc. À, nó chỉ cạch một cái thôi. Đây là con số 1. Rồi em lên theo cặp nhé. Lên một cặp để các bác nào thì mua cả cặp. Đây là một chiếc đồng hồ cũng của Seiko thì phải này. Con này không thấy ghi thương hiệu ở trên này, ở dưới này nó ghi là Salom Makuza. Đây là cái mặt máy đằng sau của nó. Con này thì cái phần máy đồng hồ này thì không thấy hoạt động, cái máy đồng hồ điện tử này thì nó vẫn hoạt động nhé. Đồng hồ điện tử này thì vẫn hoạt động này, có chuông thì em test thì nó vẫn kêu. Nó một âm thanh giả lập của đồng hồ cơ. Đấy là cái phần con này, nó con này thì khung của nó thì khung nhựa, nhựa giả nhôm. Ở cái hai bốn cái trụ viền này thì nó là cái lá nhôm. Đó. Con này thì để em zoom xa một chút, nó bị sứt một góc ở chỗ này này, một chút xíu, mất một chút xíu. Đó, cả cặp này thì em gửi đến các bác mã hôm nay em lên mã E1 550.000. Đó, một cặp này nhé, 550.000. Rồi mã số 2 là ba chiếc đồng hồ. Sở dĩ em lên 3 chiếc thì nó giá thành thì nó cũng không có cao, mà cái nếu mà để 3 chiếc này mà vận chuyển thì nó đóng hàng thì nó cũng rất là phức tạp, nên là em các bác nào thích thì các bác mua 3 chiếc luôn. Con này thì pha lê mặt nhôm này, mặt nhôm có báo thức, con này hãng Seiko. Tình trạng là lắp pin vào thì không thấy chạy. Lắp pin vào thì không thấy nó chạy nhé. Đó. Con này máy của nó cũng còn rất là sáng, nhưng mà lắp pin vào thì không thấy chạy này. Đây là con số 1. Con số 2 nhé. Cũng là một con của Seiko này. Con này thì mất cái nắp này nhé. Con này xài một viên pin chung. Một viên pin chung. Hai chân nó ra như này. Lắp pin vào cũng không thấy chạy. Đó, cũng là pha lê, mặt của nó thì con này thì không rõ là mặt nhôm hay là mặt nhựa nhưng mà nhìn rất là sáng. Một chiếc khung nhôm này, khung nhôm đá cẩm thạch. À, cái này không biết là cái này khả năng là bằng nhựa gì đó.
Con này cũng lắp pin vào không chạy. Con này thì có giở thế giới này. Có giở thế giới nhé. Đây là mặt đằng sau của nó này. Cũng đây này, em lắp pin vào thử thì nó không chạy. Đó, ba chiếc vẫn còn rất là đẹp nhưng mà không chạy. Rồi mã số 2 này em cũng gửi đến các bác 550.000. Ba chiếc. Rồi mã tiếp theo gửi đến các bác là ba chiếc. Ba chiếc con này thì máy của nó vẫn chạy này. Lắc xoay thì nó cái tình trạng nó chết lâm sàng ấy. Đấy, nó quay được một xíu là nó đứng lại này. Máy thì nó vẫn chạy, nó bị kẹt kim vô đây. Con này. Đây, máy của nó. Máy nó vẫn chạy. Đó, các bác có thể lấy máy thay. Mấy cái con này thì tình trạng của nó là chóc sơn nhé các bác nhé. Nó bị chóc sơn này. Đó, chóc chóc sơn. Hay bác nào về hình thức thì con này chẳng hạn này khá là đẹp nhưng mà nó bị chóc cái phần đế này. Con này thì máy trên không chạy, lắc xoay chạy. Đó, lắc xoay ở bên trong của nó hình thức rất là đẹp nhé. Máy của nó khá là đẹp nhé, ở bên trong hình thức bên trong thì vẫn khá là ok. Còn cái phần đế của nó này bị chóc nhé. Các bác có thể về chế cháo hoặc là các bác nào biết phun lại sơn, con này rất là đẹp luôn. Ba chiếc. Ở chiếc thứ ba này thì cái máy của nó vẫn chạy này, máy nó vẫn chạy, lắc xoay không chạy, lắc xoay khá là đẹp nhưng không chạy. Đó các bác, con này thì bị nứt một chút ở đây, đó, một cái đường ở đây. Rồi mã số 3 gửi đến các bác là 450.000. Ba chiếc về các bác chế cháo nhé. Và tiếp theo gửi đến các bác là các cái mẫu đồng hồ treo tường. Mấy con này cũng là mã lỗi nhé. Ở đây thì có một chiếc Small World này. Con này thì nhạc vẫn chạy nhé. Đó, lắc xoay vẫn xoay này. Con này thì máy đồng hồ nó không chạy nhé, máy đồng hồ không chạy. Đó là con thứ nhất. Con này Citizen bị chóc một chút ở đây. Đó, dây điện này, dây điện đứt đứt chân pin. Đứt chân pin nhé. Mã số 4. Mã số 4 gửi đến các bác 450.000. Ở mã tiếp theo là một cặp nhé, một chiếc một cặp của Citizen. Con này thì lắp pin vào thì không thấy chạy. Con này thì máy chạy nhưng không có nhạc. Lắc chạy, lắc nó vẫn chạy. Xem. Con này thì hình thức nó hơi cũ một chút nhá. Đấy, chạy ba viên viên trung. Không 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 thấy phát nhạc. Xài với máy vẫn hoạt động, không test thì nốt nhạc này không có. Còn con này thì lắp pin vào thì có thấy mỗi cái xoay này là xoay thôi. Rồi mã số số 5 này, cặp số 5 này gửi đến các bác 500.000 hai chiếc nhé.
2 chiếc 500 nghìn. Rồi tiếp theo là một cặp của Seiko nhé. Đây là một chiếc Seiko, con này thì nó bị chóc cái phần sơn này. Và cái chân pin của nó thì bị đứt nên là không thể biết cái độ sống chết của nó nhé. Không thể biết. Con này máy thì rất sáng. Đứt hai cái bên chân pin của mình sẽ lắp cái pin ra máy và xem nó còn sống hay không. Máy vẫn sống nhé. Đây, các bác có thể nhìn thấy này. Cái bánh răng nó chuyển động nhé. Máy vẫn sống, còn hai cái bên này thì chân pin nó bị đứt nên là không thể biết được nó còn sống hay không. Đó là con thứ nhất. Con này thì máy vẫn chạy này. Máy vẫn chạy bình thường luôn. Nhưng mà cái kim dây này, kim dây nó kẹt hay sao ạ? Nó không có chạy, còn cái phần kim phút này nó vẫn chạy, vẫn hoạt động bình thường. Các bác để ý cho em 1 phút là 1 2 phút nó sẽ kim nó sẽ về đến số 10 giờ. À 10 phút. Ở đây thì con này có cái nút ở chế độ test này. Đó. Còn giờ thì hai chú này sẽ kéo cái bánh xe ra. Kéo bánh xe ra phát nhạc nhé. Đó, khi mà phát nhạc xong thì cái bánh xe nó sẽ về vị trí. Đó. Con này thì nó có cái chế độ khóa này. Khi mà đi vận chuyển thì sẽ khóa cái này vào nhé. Khóa cái này vào. Đấy, các bác về thì các bác gạt nó lên để cho nó đẩy ra. Đó, cặp này, con này xài một cặp pin đại nhé. Một cặp pin đại luôn. Đó, các bác thấy là cái đồng hồ này nó vẫn chạy. Nhưng mà cái kim dây nó bị lỗi kim dây này thôi. Đó, cặp này thì em gửi đến các bác mã số 6 này. 550.000 hai chiếc luôn. Đó, một cặp như này nha. Và tiếp theo là một cái mã này, bác nào mà lấy thì rất ok luôn này. Một con Citizen khá là mới nhé, khá là mới. Con này chạy pin nút áo này. Con này cũng chạy pin nút áo. Con này thì bị bay mất cái nắp này. Nhưng mà con này của nó gỗ thịt. Gỗ thịt cực kỳ là nặng luôn nhé. Con này gỗ rất là nặng. Không biết là gỗ gì. Đây có một cái hàng chữ ở đây. Không biết là cái chữ gì đây. Rất là mới luôn. Ba con này của Citizen hết. Con này số nổi này. Số nổi mặt số nhôm. Số nhôm nổi luôn. Đấy, con này cũng số nổi nhưng mà con này số nhựa. Con này không gỗ thịt luôn. Ba con này là nó là pin nút áo hết. Đó. Về các bác thay pin. Thay pin vào là dùng được thôi. Mấy con này em không có pin nên là mã số 7 này. Đó, bác nào lấy được cái mã này thì cũng rất là ok nhé. Các bác chỉ cần thay pin vào hai con thôi là ngon rồi. Hai con nó sống là ngon rồi. Hoặc là các bác có thể lấy máy sang con kia. Đó là ba chiếc. Rồi, tiếp theo là một mã nữa này. Con này Citizen, size lớn luôn. Nhưng lắp pin vào thì không thấy chạy. Size lớn luôn. Chạy 4 viên pin chung.
xài 4 viên pin chung mà lắp pin vào thì không thấy chạy nhé. Con này thì có cả loa luôn này, kính mò rất là lớn luôn đó. Một chiếc radio, con này rất là nhiều pin, không biết là cái chức năng của nó thì nó con này có đèn này, con này có đèn nhé đó, có đèn nhưng mà con này đứt chân thanh lý luôn. Đó, con này cũng radio này. Đó, mã này. Con này hai viên. Đó. 4 chiếc. Bốn chiếc này 500.000 cho mã số 9. Có size to size nhỏ nhé. Đó là mã số. Đó là mã số 8 nhé. Mã số 8 500. Tiếp theo là các cái mã đồng hồ hoạt động bình thường nhé. Ở đây là một chiếc Citizen này. Con này thì mặt kính mo và chạy sóng radio nhé, số cũng rất là nổi. Ở đây thì nó xài hai viên pin tiểu này đó. Khi mà các bác nhấn nút reset thì nó sẽ reset nhé đó. Khi nó reset xong thì các bác nhấn cái nút ở bên trên này giữ lì cái nút bên trên này thì nó sẽ về cái giờ của mình, giờ của Việt Nam mình, thì các bác về đến giờ Việt, các bác chỉnh về đến cái giờ nào thì các bác buông tay ra. Con này đo qua cái đường kính cho các bác nắm được, đường kính của nó là 34. Một chiếc cũng rất là rõ nét luôn. Mã số 9 này. Mã số 9 350.000. Đó, hoạt động bình thường nhé. Rồi mã số 10. Mã số 10 cũng là một chiếc Seiko. Con này cũng chạy sóng radio nhé. Kim trôi. Đó, kim trôi. Ở đây nó có ba nút này. Khi các bác lắp pin xong, các bác nhấn cái nút nhỏ nhất này, sau đó các bác nhấn nút thứ hai là cái để cho nó cái nút to nhất đấy. Cái nút lớn nhất là nó sẽ reset, nó sẽ chỉnh giờ cho mình nhé. Để chỉnh những cái con này thì nó sẽ mất thời gian một chút, là các bác phải giữ một khoảng thời gian tương đối là lâu, nên là các bác xài con này thì kiên nhẫn để chỉnh. Con này đo qua cái đường kính nha. Con này rất là mới luôn nhé, khung gỗ thịt, đường kính là 33 năm, khung gỗ thịt rất là mới luôn. Mã số 10 em gửi đến các bác cũng 350.000. Họ về các bác có thể xài những cái con này, kính rất là đẹp, gỗ rất là mới luôn nhé. Đây mặt đằng sau của nó này rất là sáng đẹp. Đó là mã số 10 nhé. Rồi tiếp theo là một chiếc của Citizen này. Con này thì của nó khung kiểu khung khung trong khung đó. Cũng bị xước xác một vài chỗ nhé, rất là nhẹ thôi. Mặt thì mặt nhôm số nổi, cọc số học trò rất là dễ nhìn luôn. Cái bề ngang lớn nhất của nó là 35.5 và chiều cao của nó là 34. Con này mặt trong của nó này
trong của nó là 28 này, cao là 26. Đó, một chiếc đồng hồ kiểu không trong khung này, rất là nhìn rất là thẩm mỹ nhé, rất là sáng đẹp. Bị một vài cái điểm nó chảy chóc do quá trình lâu năm thì các bác có thể là về các bác sơn dặm lại hoặc là các bác treo lên dùng vẫn rất là ok luôn. Mã số 11 này, 11 em gửi đến các bác là 400.000. Đó. Máy của nó là máy nhỏ, một chiếc máy nhỏ vẫn còn rất là sáng đẹp nhé, khung gỗ thịt, cái chữ của nó rất là mới luôn này. Đấy, khung ở bên ngoài này là gỗ thịt luôn này. Đấy, các bác có thể nhìn thấy cái vân gỗ của nó. Khung ở đằng trong của nó cũng là gỗ thịt, ốp lưng của nó là bằng nhựa nhé. Tiếp theo là một chiếc của Citizen. Con này mặt của nó là bằng nhựa, số nổi, kim giật. Đó. Khung gỗ thịt nó cũng bị chảy chóc nhẹ một chút này. Đó. Cái này thì rất là khó tránh, tại vì là quá trình vận chuyển và quá trình người ta lưu bãi. Mặt đằng sau của nó đây, máy của nó là một chiếc máy, máy này cũng khá hiếm gặp, máy Japan, ghi mỗi chữ Japan thôi, máy vẫn chạy vào ok nhé. Rồi, mã số 12 này, 12 này em cũng gửi đến các bác 400.000. Đó, không gỗ thịt, mặt sáng đẹp. Kích thước con này thì 33.5, chiều ngang và chiều cao của nó là 31.5. Và tiếp theo là một chiếc Seiko, con này khung nhựa giả gỗ, chạy một máy transistor. Mặt trong của nó là cũng giả gỗ và số là số nhựa nổi. Số nhựa nổi, cọc số học trò cũng rất là dễ nhìn luôn. Em sẽ đo qua kích thước. Con này hình và bầu dục, chỗ lớn nhất của nó là 35.5. Chiều cao của nó là 30.5. Số Seiko, số nổi này. Đây là máy của nó này. Máy của nó cũng vẫn sáng đẹp nhé. Đó, vẫn sáng đẹp. Rồi, mã này, mã số 13. 13 gửi đến các bác 450.000. Đấy, một chiếc đồng hồ máy lớn. Thường thường thì một chiếc nguyên máy không của cái máy này là đâu đó khoảng 280-300 ngàn ạ. Rồi, mã số 14 là một chiếc Citizen khung nhựa giả gỗ nhé. Con này hình thức còn khá là đẹp, mặt trong của nó là mặt nhựa số nổi này, kim có một đường chỉ vàng ở trong, rất là sáng đẹp nhé. Đó. Đây là máy đằng sau của nó này, máy Citizen vẫn còn rất là sáng. Đó, ngày thay pin này, mới thay pin cách đây vài năm thôi. Con này người ta vẫn đang dùng nhé. Bề ngang của nó là 43, chiều cao của nó là 31.5. Đó, khá là lớn luôn, kích thước khá là lớn. Con này thì mã số 14 gửi đến các bác là 450.000, giá cực kỳ êm nhé. Và tiếp theo là một chiếc Citizen. Con này thì khung của nó là khung gỗ thịt. Đó, mặt của nó thì dạng số tia nhé, số tia, kim thì kim có một đường chỉ vàng ở trong, rất là đẹp luôn. Con này kim trôi, máy lớn, khung hộp này, khung hộp của nó rất là sáng luôn. Đấy, màu nền của nó cũng là cái màu đấy luôn. Con này máy Citizen,
vẫn còn sáng nhé, máy vẫn còn rất là sáng. Đó, các bác treo lên con này treo phòng khách rất là ok luôn này. À, kích thước thì con này bề ngang của nó là 35 năm, chiều cao của nó là 34, khá là lớn luôn. Số chữ Citizen giật có một cái chữ người ta để nổi ở đây luôn. Đây, sẽ nghĩ đó rất là nổi bật luôn nhá. Mã số 15. Mã số 15 gửi đến các bác 700.000. Đó, một chiếc hình thức còn rất là đẹp. Đó, mã số 15. Hình thức rất là đẹp luôn nhá. Rồi tiếp theo là một chiếc của Seiko, con này cũng không gỗ thịt này. À, mặt số thì bằng nhựa, nổi số nổi cọc số học trò nhé, kim giật. À, bề ngang của nó là 32, chiều cao của nó là 30, 30 tròn. Đó, con này thì mặt mũi cũng rất là sáng đẹp, dáng mỡ gà. Máy của nó là một máy lớn miền Trung này, máy lớn miền Trung chạy rất là bền bỉ luôn, máy của Secosa nhé. Cái này thì em cũng chưa có vệ sinh được nhiều đâu, tại vì là hàng về rất là nhiều nên là rất là nhiều việc. Đó, máy Secosa nhé. Hàng về đa số là những chiếc chiếc nào mà nó chạy thì em sẽ bán, còn những chiếc nào lỗi thì em sẽ không bán lỗi, nên là những cái chiếc này em test 2-3 ngày gì đó nó chạy ổn định thì em sẽ lên giá cho các bác. Với cái mã 16 này thì gửi đến các bác là 450.000, một con gỗ thịt, máy lớn rất là ok nhé. Và tiếp theo là một chiếc của Citizen, con này thì khung nhựa giả gỗ này. Khung nhựa giả gỗ. Đó, mặt của nó bằng nhựa, số nổi kim trôi, cọc số học trò, rất là dễ nhìn luôn. Con này bề ngang của nó là 33 năm, chiều cao của nó là 26 năm. Số rất là rõ. Máy của nó đây, máy Citizen, con này máy lớn, chạy một viên pin chung. Ở đây nó còn giấy khai sinh thì phải này. Đó, có một cái giấy, giấy hình như giấy này thay pin. Rồi, mã số 17 gửi đến các bác là 400.000. Đó. Tiếp theo lên vài chiếc để bàn nữa để các bác tham khảo nhé. Đây là một chiếc Citizen, khung một cục gỗ nguyên tấm luôn. Bề ngang của nó là 25, chiều cao của nó 20,05. Con này cũng mặt mũi cũng rất là sáng luôn, hình thức thì còn khá là đẹp. Đó, các bác để ở bàn hoặc là đặt bàn làm việc hoặc là bàn phòng khách rất là ok luôn. Mã số 18 này, 450.000. Tiếp theo là một chiếc Citizen, con này khung nhựa, máy của nó thì kim giật, kim giật, số là số nổi cọc số học trò nhé, có nổi lên một chút số này, không phải nổi mà nó là cái dạng như kiểu 3D. Cái phần lắc xoay của nó thì xoay vòng tròn luôn, chạy hai viên pin chung hai bên. Máy ở trên này là một viên pin tiểu này. Đó. Một máy của Citizen, máy vẫn còn khá là đẹp. Còn này các bác biết giá bên Nhật 12.000 mà các bác tham khảo xem giá của Việt Nam rất là cao luôn.
Hình thức rất là đẹp luôn nhé. Mã số 19 này gửi đến các bác 500.000. Mã cuối cùng trong video ngày hôm nay là một chiếc Citizen nhé. Con này khung của nó là khung nhựa, hai bên ốp đá cẩm thạch. Đó. Đế của nó rất là mới. Con này cũng bị chảy chốc một chút xíu ở đây nhé. Đó. Nó bị chốc một chút này. Đó. Hai bên là đá cẩm thạch. Về phần kích thước thì con này cái bề ngang của nó khá là khiêm tốn. 18 này. Chiều cao là 19 năm. Đấy, con này để bàn làm việc cũng khá là ok. Mã này gửi đến các bác 300.000. Đấy, vừa rồi là một vài cái mã em giới thiệu đến các bác. Các bác quan tâm đến mã nào thì có thể liên hệ với em. Số điện thoại của em là 0986 425 823, em có để trên màn hình nhé. Chào và hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo.